Hello mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế. Và hôm nay trên tay mình đây là Sennheiser E300, và mình sẽ unbox cũng giống như là giới thiệu sơ qua về nó cho anh em có thể tham khảo. E300 nó là một cái tai nghe in-ear được phát triển dựa trên cái sự thành công của E800, một cái tai nghe in-ear cũng rất là nổi tiếng của Sennheiser, với cái lượng bass và cái mid rất là hấp dẫn. Chúng ta có thể thấy là E300 nó có một cái packaging rất là đơn giản, nhưng mà phần nào đó nó đã show hết được toàn bộ cái thiết kế của sản phẩm ra rồi. Và ở ngay trên hộp của sản phẩm chúng ta có thể thấy được cái thông số kỹ thuật của E300, đó là trở kháng là 16 ohm. Cái sound pressure level, có nghĩa là cái áp lực âm thanh nó tạo ra, là khoảng 124 decibel tại 16 ohm, 1 kHz và 1 VRMS, thì có nghĩa là cái tai nghe này nó rất là dễ đánh và anh em có thể khai thác được nó với tất cả những cái nguồn phát di động, ví dụ giống như điện thoại di động, portable, đá am hoặc là máy nghe nhạc bình thường, thì anh em có thể gắn vô và anh em nghe thôi. Ở trên này mình thấy là ở trên hộp nó có nhiều cái thông số nó được giới thiệu rất là hấp dẫn. Đầu tiên đó là cái tai nghe IE300 này nó sử dụng một cái driver Dynamic 7mm. Thì cái driver Dynamic 7mm này được làm tại Đức hoàn toàn và được dựa trên những cái công nghệ và những cái chất liệu mới để mà tạo ra driver. Thì cái driver này Sennheiser đặt tên của nó là X, W và B, có nghĩa là Extra Wide Band, có nghĩa là driver toàn dải, có cái phổ âm nó rất là rộng. Thì để mà họ làm được cái điều đó, không phải chỉ riêng một cái driver không, mà bản thân của cái Sennheiser E300 này, cái housing của nó cũng khác nữa. Anh em có thể thấy là tuy là cái housing này nó làm hoàn toàn bằng nhựa, nhưng mà cái kết cấu của cái lớp vỏ bên ngoài của nó nhìn nó rất là đặc biệt, nó không giống với bất kỳ những cái tai nghe in-ear universal nào khác mà mình đã sử dụng. Giống như ha, mình thấy cái phần ở cái ear canal này, cái phần ngay cái chỗ cái hướng âm nó thoát âm ra và nó đi vào đằng sau này, nguyên từ đây tới đây nó là một cái phần khá là lớn. Mình nghĩ là cái driver được đặt ngay đây, và ở phía sau của driver nguyên cái phần này, đó là một cái buồng âm cộng hưởng của nó. Thì bản thân Sennheiser họ cũng rất là chú trọng vào cái việc là cái khối khí phía sau của cái driver. Khi mà cái khối khí ở cái phía sau của cái driver Dynamic mà nó được thoát ra nhanh, nó được điều tiết nhanh như thế nào, thì cái frequency response, có nghĩa là cái đáp ứng tần số của bản thân cái driver đó, nó càng ngày nó sẽ trở nên mượt mà hơn, chi tiết hơn, và nó sẽ giảm được những cái âm khó chịu ở những cái âm cao, ví dụ giống như 2 kHz nè, 6 kHz nè, và thậm chí là 10 kHz. Thì ở đây ở trên hộp thì Sennheiser gọi cái buồng âm và cái cách tiêu âm đó, cái cách tiêu tán âm ở phía trong driver đó, tên là một cái Helmholtz Resonator. Cái Helmholtz Resonator này được Sennheiser ứng dụng rất nhiều vào trong những cái tai nghe thuộc tầm cao của mình, điển hình đó là HD800S và sau đó là HD820S. Sennheiser E300 thì anh em cũng thấy rồi, nãy giờ mình mở hộp ra thì nó chỉ có một cái tai nghe và một cái hộp đi kèm như thế này thôi. Ở bên trong hộp của nó thì nó sẽ có một cái túi phụ kiện, và cái trong cái túi phụ kiện này thì nó gồm nhiều cái ear tiếp xét nhau. Anh em có thể thấy là nó có cả ear tiếp silicon lẫn cả ear tiếp phô âm. Ear tiếp phô âm này là một cái ear tiếp mà mình rất là thích. Cái cách sử dụng của nó dễ lắm, đó là anh em bóp vo nó lại như thế này nè, vo tròn nó lại như thế này, thì nó sẽ xẹp xuống, và khi anh em để vào lỗ tai của anh em, nó gặp nhiệt độ nó sẽ phồng lên, và như vậy nó sẽ lock, nó sẽ bịt kín toàn bộ cái ống tai của chúng ta, nó làm âm ở bên trong không thoát ra được và âm ở bên ngoài không lọt vào được. Ngoài ra nó còn có thêm một bộ vệ sinh tai nghe như thế này nữa. Ok, đó là về phụ kiện. Rồi, một điều nữa đối với E300, đó là cái dây của nó có thể tháo rời được. Và hiện giờ cái dây đi kèm đối với E300 nó chỉ là cái dây 3.5 thôi. Nếu như mà trong tương lai mà anh em muốn sử dụng balance 2.5 hoặc là 4.4 thì anh em cứ yên tâm là bên Sennheiser họ cũng có bán kèm theo cái dây detachable, có nghĩa là cái dây tháo rời để mà thay thế sử dụng jack balance 4.4 hoặc là 2.5mm. Cái bản thân của cái jack MMCX ở trên Sennheiser nó cũng rất là
đặc biệt. Mặc dù là cái nếu như mà nhìn sơ qua thì anh em cũng thấy là nó cũng giống như là những cái giắc MMCX khác. Tuy nhiên là cái lỗ cắm của nó to, sâu hơn để cho cái tiết diện của cái jack MMCX được khi mà nó cắm vào cái lỗ cái nó được chặt hơn, to hơn. Và như vậy thì khi mà anh em đeo vào, anh em bẻ lên bẻ xuống, nó vẫn nhiều lần thì nó vẫn không có chuyện gì xảy ra. Rồi bây giờ mình sẽ đeo lên để cho anh em sẽ coi thử ha. Thì anh em có thể thấy là khi mà mình đeo lên thì nó cũng giống như là tất cả những cái in-ear universal khác thôi. Đeo lên rồi hãy móc qua thì nó sẽ dễ hơn. Và cái tai nghe này mình đang sử dụng cái e-tip ở mức nhỏ nhất của nó, thế nên là đeo thì đeo cũng vừa đấy, nhưng mà sẽ mất một chút xíu thời gian. Tại vì nó hơi nhỏ, cái housing nó hơi nhỏ, nó không ôm được toàn bộ cái phần phía trong tai như thế này. Nhưng mà được một cái là nó nhẹ, và anh em sẽ mất khoảng đâu đó vài giây để anh em có thể tự điều chỉnh để cho hoàn toàn nó block, nó đóng kín, nó cách ly cái buồng âm ở trong tai của mình với lại âm thanh bên ngoài. Cái cảm giác khi mà siêu thì anh em sẽ rất là dễ nhận ra, đó là anh em thấy nó còn im lặng hơn cả những cái tai đeo, những cái tai nghe chống ồn nữa. Tại vì cơ bản nó sẽ block luôn chứ nó không để cho một bất kỳ một cái tiếng ồn nào lọt qua nữa. Ok, đó là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ với anh em về Sennheiser EA 300 Pro. Và nếu như anh em nào mà hỏi mình về âm thanh, về chi tiết của nó thì mình nghĩ là đợi bài sau. Tại vì sắp tới đây mình cũng sẽ làm một vài chi tiết về con này. Khi mình nghe thử thì mình cũng thấy là khá tò mò. Tuy nhiên là cái truyền thống tai nghe ni của tai nghe hoặc là full size của Senn từ xưa tới giờ, đó là thứ nhất, nó sẽ đòi hỏi một cái nguồn phát có cái độ tinh tế và hợp tiếng với nó. Cái thứ hai nữa, đó là nó cần một thời gian chạy rà đủ lâu, khoảng 50 cho tới 100 tiếng. Tất cả những tai nghe của Sennheiser mà mình test mình đều thấy cái chuyện đó. Thì khi mà sau 50-100 tiếng thì bắt đầu cái driver, cái màng loa nó ổn định rồi, thì lúc đó mình mới có thể tư vấn, mình có thể nói chính xác được là tai nghe này chất âm nó như thế nào. Ok, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Nhớ like, share và subscribe cho Audio Tinh Tế nha. Cảm ơn mọi người.